Chào các bạn, mời các bạn theo dõi chương trình tạp chí thiếu nhi của Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Tuyên Quang. Chương trình hôm nay có những nội dung sau. Một mái trường mến yêu, chúng ta đến với một buổi học ngoại khóa của câu lạc bộ tiếng Anh trường tiểu học Ý La. Mục tư vấn học đường, cô giáo Nguyễn Nan Trang sẽ chia sẻ với chúng ta một số vấn đề về kỹ năng sống. Mục tủ sách của em, chúng ta sẽ tìm hiểu về cuốn sách Hạt giống tâm hồn, xin đừng làm mẹ khóc. Mục ước mơ của em, chúng ta hãy cùng đến với ước mơ của bạn Hoàng Bảo Lâm, lớp 3A5, trường tiểu học Lê Văn Tám là gì nhé? Mục câu đố kỳ này sẽ là một câu đố về con người. Cuối cùng là mục văn nghệ với những tiết mục văn nghệ dành cho lứa tuổi chúng mình. Nào, bây giờ chúng mình hãy cùng đến với những nội dung của chương trình Tạp chí thiếu nhi của Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Tuyên Quang kỳ này nhé. Các bạn thân mến, tiếng Anh là một trong những môn học đối với mỗi học sinh, không chỉ mang đến những kiến thức bổ ích mà còn là cánh cửa để đưa chúng ta đến với những trải nghiệm đầy lý thú. Trong một mái trường mến yêu ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn đến với những hoạt động của câu lạc bộ tiếng Anh trường tiểu học Ý La. Cứ vào ngày thứ sáu hàng tuần, câu lạc bộ tiếng Anh trường tiểu học Ý La thành phố Tuyên Quang lại tổ chức hoạt động ngoại khóa. Đây là một sân chơi nhằm kích thích tinh thần học tập, nâng cao ý thức của học sinh về tiếng Anh. Tham gia câu lạc bộ tiếng Anh thì các em học sinh có cơ hội được củng cố và mở rộng vốn từ vựng, và các em cũng có cơ hội được giao tiếp trực tiếp với giáo viên bản ngữ bằng tiếng Anh. Các em được thể hiện cái khả năng giao tiếp trước đám đông của mình. Đặc biệt là khi tham gia các hoạt động của câu lạc bộ thì các em được rèn kỹ năng làm việc nhóm, kỹ năng hợp tác, từ đó góp phần hình thành ở các em cái phương pháp học tập và làm việc hiệu quả. Với cái mong muốn như vậy thì nhà trường chúng tôi sẽ tiếp tục phối hợp tốt với trung tâm Anh ngữ Popudu và trung tâm tiếng Anh Horion English để tiếp tục tổ chức và duy trì các hoạt động của câu lạc bộ. Được mở đầu bằng những tiết mục hát múa vui nhộn, gắn liền là nội dung đố vui với chủ đề và kết thúc bằng những câu hỏi thông qua các tình huống cụ thể. Tham gia câu lạc bộ, các em học sinh có cơ hội trao đổi vốn từ vựng, phát triển kỹ năng nghe nói, khả năng tư duy. Đây là môi trường tốt để trau dồi kiến thức, ứng dụng tiếng Anh vào cuộc sống hàng ngày, giúp các em học sinh nêu cao ý thức tự học, say mê học tiếng Anh. Đây là một sân chơi để giúp các em tự tin hơn trong môn tiếng Anh, giúp các em có thể giao tiếp tự tin với người nước ngoài. Và đây cũng là một sân chơi và một trong những hoạt động để xây dựng môi trường học tập tiếng Anh, giúp cho chất lượng bộ môn tiếng Anh ngày càng được nâng cao. Câu lạc bộ tiếng Anh là một sân chơi vô cùng bổ ích và thú vị. Ở đây em có thể vừa học, vừa chơi, sinh hoạt trong câu lạc bộ tiếng Anh. Em thấy rất tự tin khi giao tiếp tiếng Anh. Sinh hoạt trong câu lạc bộ tiếng Anh đã làm cho em cảm thấy tự tin hơn khi giao tiếp bằng tiếng Anh và là tạo cho em một hứng thú say mê khi học môn tiếng Anh ạ. Những buổi ngoại khóa như thế này không chỉ là hoạt động vui chơi, còn giúp các em rèn luyện kỹ năng giao tiếp, kỹ năng sống, sự tự tin và làm việc nhóm. Trường tiểu học Ý La, thành phố Tuyên Quang đang tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của câu lạc bộ nhằm phong phú thêm nội dung, đa dạng và hấp dẫn hơn, thu hút học sinh toàn trường cùng tham gia. Các bạn thân mến, trong mục tư vấn học đường kỳ này, chúng ta sẽ có cuộc trao đổi với thạc sĩ tâm lý Nguyễn Đoan Trang để nghe chị tư vấn về kỹ năng sống. Nào, hãy cùng chị Hồng Hạnh đến với cuộc trao đổi. Vâng, trước tiên xin được cảm ơn thạc sĩ tâm lý Nguyễn Đoan Trang đã nhận lời tham gia chương trình. Thưa chị, xin chị cho biết thế nào là kỹ năng thích nghi với môi trường ạ? Kỹ năng thích nghi với môi trường ấy, thì chúng ta hiểu đó là cái khả năng mà mỗi người có thể làm quen này, rồi là cái khả năng họ thích ứng được với những thay đổi diễn ra trong cái môi trường sống của họ. Và những cái thay đổi đó là những cái thay đổi nó không quen thuộc với những gì mà họ đã có trước đó. Và cái thích nghi ở đây chúng ta hiểu là thích nghi cả về mặt thể chất, tâm lý và tinh thần. Và chính cái khả năng thích nghi đó nó sẽ giúp cho mỗi người chúng ta dần dần tạo lên được cái sức mạnh và vượt qua những cái khó khăn, thử thách, những cái sắp xảy tới, những cái khó khăn ở trong tương lai. Vậy kỹ năng thích nghi với môi trường thì có vai trò như thế nào đối với các bạn học sinh thưa chị?
nói về cái vai trò cũng như là tầm quan trọng của cái kỹ năng thích nghi đối với mỗi người ấy, thì tôi nhớ đến một cái câu nói rất là hay của ông Charles Darwin. Ông nói rằng là sinh vật sống sót không phải là sinh vật mạnh khỏe nhất hay thông minh nhất, mà là cái sinh vật có cái khả năng thích nghi tốt nhất. Qua đó chúng ta thấy rằng là cái người có khả năng thích nghi ấy, sẽ giúp họ có thể là vừa chấp nhận được những cái rủi ro đến với mình, họ sẵn sàng tham gia những cái trải nghiệm và họ rút ra được những cái bài học trong những cái vấp ngã, những cái khó khăn đó. Còn những cái người mà mạnh khỏe thì mà cái khả năng thích nghi kém ấy, thì họ cũng sẽ gặp khó khăn trong cái việc mà vượt qua những cái trắc trở trong cuộc sống. Có một thực tế đó là có bạn thì thích nghi với môi trường rất là tốt, nhưng có những bạn thì khả năng thích nghi lại rất kém. Nguyên nhân là do đâu thưa chị? Nói về nguyên nhân của cái việc mà mỗi một người khác nhau ấy, họ có những cái khả năng thích nghi tốt hoặc là chưa tốt thì nó có rất là nhiều nguyên nhân. Nhưng mà đây chúng ta có thể kể đến một vài nguyên nhân chính. Cái nguyên nhân thứ nhất đó là về mặt tâm lý ấy, thì chúng ta có thể xem như là cái người ta gọi là nó phụ thuộc vào cái tính cách và cái khí chất của mỗi con người, hay chúng ta hay gọi là cái tính khí của mỗi người ạ. Thì cái này nó là thuộc về cái hệ thống thần kinh não bộ. Cái khí chất đó thì không thể thay đổi được. Có những cái người thì khí chất rất là mạnh, có những người khí chất yếu, có những người thì khí chất cân bằng hoặc là linh hoạt. Và cái tính cách, cái khí chất đó thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái cách hành xử của mỗi người với những cái gì xảy đến với họ. Đấy, thì đấy là cái nguyên nhân đầu tiên. Đấy, có nhiều người nói rằng là tôi không muốn nóng nảy đâu, hay là tôi muốn mình tự tin hơn, nhưng mà họ rất khó để có thể làm được điều đấy. Tuy nhiên thì những cái đó thì chúng ta có thể rèn luyện và cải thiện dần dần cho nó một ngày một tốt hơn. Đấy, cái lý do thứ hai nữa đó là mình thấy là cái khả năng thích nghi hay là cái chỉ số vượt khó của trẻ nói chung bây giờ nó rất là kém, bởi vì là do là hiện tại là bố mẹ quá là nuông chiều trẻ, nên là trẻ được sống trong cái vùng an toàn quá lâu. Do đó mà khi mà gặp những cái biến cố hay là những cái khó khăn xảy ra trong cuộc sống ấy, thì trẻ không có khả năng tự giải quyết vấn đề mà cứ phải phụ thuộc vào bố mẹ, hoặc là nếu như phải tự giải quyết thì trẻ không giải quyết được và gặp rất là nhiều cái khó khăn, dẫn đến là trẻ lo lắng, sợ hãi và không thể vượt qua được những cái khó khăn đó. Thì đấy là một cái nguyên nhân nữa. Và cũng từ phía cái gia đình, đó là bố mẹ cần phải tạo cho trẻ nhiều những cái cơ hội để mà trẻ được trải nghiệm ấy, rồi phải rèn luyện qua, nó là cả một quá trình từ bé đến lớn. Vậy nên là nếu mà để mà trẻ thích nghi tốt hơn ấy, thì chúng ta cần phải rèn luyện cho trẻ. Vâng, như chị vừa đề cập đến rằng là chúng ta phải rèn luyện kỹ năng thích nghi cho các bạn nhỏ. Vâng, vậy phương pháp rèn luyện như thế nào là hiệu quả nhất thưa chị? Cái trước tiên chúng ta phải cho trẻ được trải nghiệm, làm quen với những cái môi trường mới mà trẻ sắp phải tham gia vào. Ví dụ với lứa tuổi mẫu giáo thì chúng ta cũng phải cho trẻ làm quen với thầy cô, trường lớp, với những cái mới. Rồi lên bậc tiểu học thì chúng ta lại cho trẻ làm quen với cái môi trường tiểu học. Hiện nay thì rất là nhiều cái chương trình như là tiền học đường ấy, chính là để rèn luyện cái khả năng thích nghi với môi trường mới của trẻ đấy ạ. Đấy, và cái thứ hai nữa là cho trẻ có cơ hội được tự trải nghiệm, cho trẻ được phép sai lầm. Đấy, chúng ta không áp đặt hay là không hộ trẻ quá nhiều những cái mà trẻ có khả năng có thể tự làm được. Và khi trẻ đã trải nghiệm rồi ấy, thì những bé nào mà có khả năng thích nghi tốt, bé tự giải quyết vấn đề, thì chúng ta cũng khích lệ, động viên trẻ. Còn với những trẻ mà bạn ấy thấy rằng là khó thích nghi, hoặc là thấy rằng cái trải nghiệm đấy mang đến cho bạn ấy cái cảm xúc khó chịu, hay là bực mình, hay là chán nản, thất vọng, thì cha mẹ lại phải động viên con, rồi hỏi cái cảm giác của con như thế nào, rồi là hỏi cái mong muốn của con về cái vấn đề đó ra sao. Đấy. Và cái tiếp theo nữa tôi nghĩ là cũng cha mẹ cũng cần phải lưu ý, đó là chúng ta dạy trẻ một cách, cái cách suy nghĩ tích cực. Suy nghĩ tích cực ở đây là gì? Trong cái trường hợp này là cái việc thứ nhất là chúng ta dạy trẻ phải biết chấp nhận.
chấp nhận rằng là cái khó khăn là một phần của cuộc sống mà con sẽ phải trải qua. Sau mỗi một cái thất bại đấy thì cha mẹ sẽ dạy cho trẻ, chỉ ra cho trẻ là có những cái bài học gì mà con có thể học được, con có thể rút ra được. Và cha mẹ luôn luôn bên cạnh để động viên, hỗ trợ con. Ví dụ như con không đủ sức để giải quyết vấn đề thì cha mẹ có thể giúp trẻ để vượt qua những cái khó khăn trở ngại đó, để con thích nghi tốt hơn và để trẻ thấy rằng mình luôn có bạn đồng hành, luôn được bố mẹ tin tưởng, động viên là động lực, mình không cô đơn, mình không đơn độc, thì trẻ nó sẽ có cái tâm lý tự tin hơn để mà trẻ thích nghi tốt hơn với những cái điều mới xảy ra sắp tới. Thì đấy là những cái mà tôi cho rằng rất là quan trọng mà gia đình hay thậm chí nhà trường phải hỗ trợ cho trẻ để trẻ có cái khả năng thích nghi tốt hơn. Và không có cái gì là tự nhiên mà có, mà chúng ta phải qua một quá trình rèn luyện. Thì cái việc đồng hành của cha mẹ cũng như là kết hợp với nhà trường, thầy cô là vô cùng quan trọng để giúp trẻ tăng cái khả năng thích nghi với môi trường sống. Xin cảm ơn những chia sẻ của chị. Trong một tủ sách của em kỳ này, Thùy Linh sẽ giới thiệu tới các bạn cuốn sách Hạt giống tâm hồn, Xin đừng làm mẹ khóc. Trong mỗi chúng ta, mẹ không chỉ là người sinh ra và nuôi nấng ta trưởng thành, mà còn là người có vị trí thật đặc biệt. Có những món ăn không ai nấu ngon bằng mẹ, có những sở thích chỉ mẹ là người hiểu rõ nhất. Tình yêu thương của người mẹ là thứ tình cảm thiêng liêng và sâu sắc nhất trên đời. Suốt quãng đường mà ta đi, luôn có mẹ kề bên. Mẹ luôn động viên, giúp ta vượt qua mọi khó khăn trong cuộc sống. Mẹ hy sinh cho ta nhiều như vậy, liệu có bao giờ ta hiểu hết được tình yêu mà mẹ đã dành cho ta? Xin đừng làm mẹ khóc là những câu chuyện giản dị mà đầy ý nghĩa, sâu sắc về người mẹ, về tình mẹ con, một tình yêu thương vô điều kiện và không gì có thể sánh bằng. Trong những trang sách, bạn sẽ tìm lại và nhận ra những phút giây đồng cảm trong tình yêu thương, cảm xúc về mẹ. Tìm về ký ức tuổi thơ thân thương, gắn bó bên mẹ, về sự hy sinh của mẹ dành cho chúng ta. Chân dung người mẹ là hình ảnh bất biến và mãi mãi trường tồn với thời gian, thách thức mọi xa cách và ngăn trở không gian. Hình ảnh đó giúp chúng ta không chỉ có đủ sức mạnh để đi đến tận cùng con đường đã lựa chọn, mà còn có đủ niềm tin để luôn hướng về phía ánh sáng trên từng chặng đường ta qua. Và đến một ngày nào đó, mỗi chúng ta lại trở thành những bậc cha mẹ, tiếp tục ban tặng cho thế hệ mai sau tình yêu thương cao đẹp của mình. Cuốn sách là thông điệp nói với chúng ta hãy yêu mẹ nhiều hơn từng ngày. Cùng mẹ làm những điều mình thích, cùng tâm sự với mẹ nhiều hơn, hiểu mẹ nhiều hơn. Xin được dành tặng cuốn sách này cho tất cả những người mẹ và những đứa con biết yêu thương mẹ. Các bạn thân mến, trong mục ước mơ của em kỳ này, chúng ta cùng đến với bạn Hoàng Bảo Lâm lớp 3A5, trường tiểu học Lê Văn Tám để xem ước mơ của bạn là gì nhé! Học tập là hạt giống của kiến thức là hạt giống của hạnh phúc. Đó là phương châm mà bạn Hoàng Bảo Lâm, học sinh lớp 3A5, trường tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Tuyên Quang, lấy đó để phấn đấu trong quá trình học tập. Với Lâm, học chính là niềm đam mê, là công việc mà em yêu thích nhất. Phần lớn thời gian của em dành cho việc đọc sách và trau dồi kiến thức. Ước mơ của em trở thành một kỹ sư chuyên viết về các phần mềm và ứng dụng trên máy tính và điện thoại di động ạ. Và để đạt được ước mơ này thì em từ khi ngồi trên ghế nhà trường em đã cố gắng học hỏi và tìm tòi trong sách vở và các tài liệu ạ. Và rất may thì năm 2020 em được tham gia kỳ thi toán Titan Việt Nam và đạt huy chương vàng và tham gia kỳ thi toán sắp mô châu Á đạt huy chương bạc cùng các kỳ thi toán internet khác. Em sẽ cố gắng để đạt được thêm nhiều thành tích nữa. Lâm thích nhiều môn học, nhưng môn học làm Lâm cảm thấy hứng thú và luôn đạt được thành tích cao, đó chính là môn toán. Những thành tích trong các cuộc thi cùng với sự cổ vũ của gia đình và thầy cô đã vun đắp nên ước mơ của Lâm,
trở thành kỹ sư tin học. Ngôi trường Lâm đang theo học, dạy học theo phương pháp vừa dạy kiến thức, vừa hướng dẫn học sinh tự học để phát triển khả năng tư duy của bản thân. Trong năm học, nhà trường đã tổ chức rất nhiều sân chơi trí tuệ cho các em học sinh tham gia. Nhờ những sân chơi đó mà Lâm đã phát huy được sở thích của mình. Những bài toán tư duy, những câu hỏi khó và mong muốn tìm được những phương pháp giải toán mới. Khi mà biết được ước mơ của Lâm thì tôi luôn động viên và hướng dẫn con về một vài phương pháp toán mới, toán tư duy và giải những cái dạng bài mà phù hợp với lứa tuổi của con. Và trong quá trình đó thì con đã tiếp thu được những cái phương pháp giải của tôi. Và tôi hy vọng rằng là trong thời gian tới, trong năm học tới thì Lâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ học tập của mình và đạt được nhiều thành tích cao. Nhiều năm liền, Lâm là thành viên trong đội tuyển học sinh giỏi của trường. Bên cạnh đó, Lâm còn thường xuyên tham gia những cuộc thi trực tuyến trên Internet và đạt được nhiều giải thưởng. Đây chính là động lực để Lâm vươn tới ước mơ của mình. Các bạn thân mến, thời gian qua đã có rất nhiều bạn nhỏ gửi lời giải đáp đến một câu đố của chương trình Tạp chí Thiếu Nhi của Đài Phát Thanh và Truyền hình Từ Tuyên Quang. Sau đây là đáp án của câu đố kỳ trước. Tắm dưới hồ rất dịu dàng mà sao mang tiếng đùng đoàng lạ thay, là hoa gì? Đáp án của câu đố này là hoa súng đấy các bạn ạ. Có rất nhiều bạn nhỏ đã gửi câu trả lời về cho chương trình. Và bạn nhỏ có câu trả lời đúng gửi đến sớm nhất là bạn Nguyễn Bảo Khánh, địa chỉ xã Thắng Quân, huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang. Một phần quà sẽ được gửi tới bạn Khánh. Xin chúc mừng bạn! Và bây giờ sẽ là câu đố kỳ này. Một câu đố về con người. Các bạn hãy cùng theo dõi nhé! Ai dạy bé hát, chải tóc hàng ngày, ai kể chuyện hay, khuyên bé đừng khóc, là ai? Nào, các bạn hãy cùng nhanh tay lên nhé! Sẽ có một phần quà dành cho bạn nào có trả lời đúng và nhanh nhất theo dõi bưu điện gửi đến địa chỉ Phòng Văn nghệ và Giải trí, Đài Phát thanh và Truyền hình Từ Tuyên Quang. Điện thoại 0207-382-2435. It's my first night out with you. Go to the turkey. Treat me right and buy me shoes. 너만 볼 수 있게. Let me be your fantasy. Play with me.
Combinación mundial.
Các bạn thân mến, chương trình tạp chí thiếu nhi tháng 10 năm 2021 của Đài Phát thanh và Truyền hình Tuyên Quang đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn chương trình này kỳ sau nhé. Tạm biệt các bạn.